Và bây giờ trở lại với những thông tin về thời tiết ạ. Như đã chia sẻ thì Nam Bộ ngày hôm nay có nắng nóng cục bộ. Vậy thì cụ thể như thế nào chị Hương Liên? Vâng, nắng nóng cục bộ sẽ xảy ra ở miền Đông Nam Bộ như là Đồng Phú, Biên Hòa, Tây Ninh với mức nhiệt cao 35 độ C. Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và nhiều nơi khác của Nam Bộ thì cũng khá nóng, 33-34 độ C. Trung Bộ hôm nay chỉ vài nơi có mưa về chiều tối, còn đa phần đều có nắng. Nhiệt độ cao nhất các thành phố Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Huế trở vào Nha Trang là 27 đến 30 độ C. Riêng Phan Thiết thì nóng hơn, 32 độ C. Tây Nguyên nắng từ sáng đến cuối chiều nhưng mà không khí vẫn thoáng đãng. Nhiệt độ các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa không quá 30 độ C. Bắc Bộ sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời ấm nóng. Nhiệt độ thủ đô Hà Nội và nhiều thành phố như là Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Giang sang đến Lào Cai, Sơn La, Điện Biên Phủ có nhiệt độ khá cao, 27 đến 30 độ C. Vâng, cảm ơn chị Hương Liên với những thông tin vừa rồi.